Chào các bạn nha. Trong cái video ngày hôm nay á, mình sẽ quay má làm món bánh bò ha, bánh bò từ cái cơm nguội và cái men. Bánh bò sau khi mà các bạn hấp xong á, nó sẽ nứt ra như thế này. Ăn thì nó xốp và nó có cái vị thơm, chua chua, ngọt, ngon lắm. Rồi bây giờ để làm cái bánh bò á, bánh bò ở quê thì sẽ là bánh bò xốp ha các bạn ha, không phải là bánh bò để tre. Thì mình sẽ sử dụng một cái chất xúc tác, đó là cái cơm rượu. Và để làm cái cơm rượu thì mình có đây là cơm nguội nè và men. Men này thì các bạn ra chợ các bạn mua ha, người ta bán rất là nhiều. Thì với cái liều lượng là một chén cơm nguội á thì mình sẽ sử dụng là 5 viên men. Ha, các bạn dùng cái chày á, các bạn nghiền nó ra. Nghiền thành bột luôn ha các bạn ha. Thì cái bánh bò mà cơm rượu này thì nó sẽ có cái mùi rất là đặc trưng luôn. Cái mùi thơm của thoang thoảng của cơm rượu. Và cái thứ hai nữa là nó xốp, ăn rất là ngon. Bánh bò thì có nhiều loại lắm. Bánh bò rễ tre nè, bánh bò cơm rượu. Rồi sau khi mà mình nghiền nó ra thành bột rồi đó, thì bây giờ mình sẽ cho cơm nguội và men vào trong cái tô này, các bạn trộn đều lên. Mình sẽ dùng cái màu thực phẩm mình bọc lại, hoặc là các bạn dùng cái gì đó các bạn đậy lên để cho nó sạch sẽ ha. Cho men vào. Các bạn trộn đều lên rồi mình dùng cái màng bọc thực phẩm á, mình đẩy kín cái tô lại. Mình để qua đêm. Qua sáng ngày hôm sau á thì mình sẽ đi cho cái hỗn hợp này nè, cơm rượu này nè, với lại cái bột gạo ha. Thì gạo thì đã ngâm qua đêm cho nó nở ra, sau đó thì đem xay chung với lại cái này. Thì mình về mình đổ bánh bò. Tầm 2 lon gạo ha các bạn ha. Đây ha các bạn, bọc kính là như thế này. Mình để bên ngoài nhiệt độ phòng ha các bạn. Để bên ngoài nhiệt độ phòng để cho nó lên men. Rồi thì đây chính là cái phần gạo các bạn ngâm ra rồi xay cùng với lại một cái chén gạo mà mình trộn men hôm qua đó các bạn ha. Hôm qua mình chia sẻ với các bạn đó, thì mình phải để sang một đêm thì mình mới đi trộn với lại cái gạo xay. Thì ví dụ như các bạn xay 2 lon gạo thì các bạn xay với lại 2 lon nước, rồi các bạn trộn với lại cái phần cơm mà men rượu á ha, mình trộn lại với nhau như thế này đó, mình xay ra chung hết luôn. Thì bây giờ mình phải ủ cho nó sủi cái bọt lên, giống như bọt bia vậy đó. Thì mình phải phơi nắng, các bạn phơi nắng cho nó nhanh, còn không thì mình để trong mát cũng được, nhưng mà nó sẽ lâu hơn ha.
Ok, bây giờ mình sẽ đem ra ngoài nắng mình phơi. Bây giờ mình cho đường vào, thì ví dụ như hai lon gạo thì các bạn cho khoảng hai một lon rưỡi đường nha. Cho đường vào rồi mình khuấy cho nó tan. Khuấy tan đường xong thì mình đem đổ ha các bạn ha, đem đổ vào trong những cái khuôn á, khuôn nhỏ nhỏ nè. Rồi mình hấp. Ví dụ như các bạn muốn tiết kiệm cái thời gian phơi á, thì tại vì mình ở quê mình có thời gian. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn tiết kiệm thời gian thì các bạn phải kích hoạt men trước bằng cách là mình pha với lại một chút xíu nước với lại đường á các bạn. Rồi các bạn cho men vào ha. Sau là mình cũng làm với cơm nguội luôn. Nhưng mà mình không có để qua đêm, mình để khoảng 2-3 tiếng thôi thì nó sẽ nhanh hơn. Bây giờ mình sẽ đi chậm than, chậm củi để mình bắt lên một cái nồi nước. Phải nước thật là sôi ha các bạn ha, mình mới hấp bánh bò được. Sau cái mình bưng mình để vô đi đầu. Là cái này mà có cái nó cũng ấy nè. Chứ mà có chén nó cũng liền nè. Đó, gần được rồi đó các bạn. Một cái mẻ bánh bò như vậy á, mình hấp nó khoảng 15-20 phút á. Có thể là các bạn sẽ mở nắp ra để mình xả cái hơi đi, chứ không là cái hơi nước nó sẽ nhiễu vào cái bánh bò, nó làm bánh bò mình không có phồng lên được ha. Mình mở khoảng 3 lần, 15 phút cứ 5 phút các bạn mở một lần. Lửa thì các bạn thấy không, lửa rất là lớn luôn, để cho nó xốp lên. Ok ha, bây giờ chuẩn bị là mở ra. Sau khi mà các bạn hấp được khoảng 15-20 phút á, thì mình chờ cho nó nguội ha. Chờ nó nguội thì mình lấy ra nó mới dễ. Còn nó nóng thì nó sẽ dính. Nó nóng nó dính. Hoặc là lúc mà mình trước khi mà các bạn đổ cái bột gạo vào mình hấp á, thì mình sẽ thoa dầu ăn để cho nó dính ha. Đó, bánh bò nếu mà làm đúng thì nó sẽ nứt ra như thế này. Đây, nứt ra này các bạn thấy không. Nhưng hiện tại nó còn đang cũng hơi nóng. Mình vừa mới hấp xong thôi. Ok, thì hy vọng là qua cái video này mình đã chia sẻ với các bạn cách làm bánh bò ha, bánh bò từ cơm nguội và men. Hy vọng là các bạn sẽ thích món bánh bò này nha. Nếu như mà thích thì đừng quên bấm chia sẻ và bấm đăng ký channel để giúp mình đạt được 100.000 subscriber nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.